Pip. Ai cặp yêu thôi, không cặp đau nha, cặp nhẹ nhàng thôi. Ở ngoài tự nhiên thì thức ăn của Bip thì nó rất là đa dạng, từ tôm, cua, cá ốc, chuột, thậm chí là cả rắn. Nhưng mà các bạn đã bao giờ từng thắc mắc là không biết là con Bip nó liệu nó chinh phục một con ốc bươu vàng với cái lớp vỏ rất cứng như thế nào chưa? Nếu mà bạn nào đang có cái thắc mắc đó thì hãy theo dõi video này để mình và các bạn cùng khám phá xem là cái cách con Bip nó chinh phục một con ốc bươu vàng là như thế nào nhé. Bip ngoan nhỉ. Mình xin chào tất cả các bạn. Rất là vui khi các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Vừa mới ra nhặt được mấy con ốc vào để cho Bip ăn các bạn ạ. À đây này các bạn này. Buổi sáng thì cái đàn chim chích rất là đông, nó cứ bậu ở trên cái hàng bờ lô nhà mình này này. Thì đợt trước thì mình cũng có treo mấy cái tổ gáo dừa ở trên sườn cái mái nhà ấy. Và vì mình thấy nó đậu ở đây rất là nhiều cho nên mình có treo thêm một cái tổ ở đây này. Đây các bạn thấy này. Đấy. Không biết là chim chích hay là hoặc là chim sâu ấy, và chim nhỏ ấy, thì mình thấy nó cũng hay làm tổ ở những cái cây cỏ voi này này, nên là mình cũng cứ treo ở đây và có phủ một ít cái dây mướp khô này để tránh mưa tránh nắng, cứ treo ở đây. Không biết là có con chim nào nó mót đẻ, nó chui vào đấy nó đẻ nó làm tổ không. Hy vọng là mình sẽ mát tay. Đấy các bạn thấy không, treo cái mướp vào trông nhưng nó cũng kiểu rậm rậm một chút đi, thì hy vọng là chim nó sẽ vào làm tổ. Đây, còn bây giờ thì mang ốc vào cho Bip ăn. Và mình và các bạn sẽ cùng khám phá xem là cách mà con chim Bip nó chinh phục những cái con ốc bươu vàng với cái lớp vỏ rất là cứng này, nó sẽ chinh phục như thế nào nhé. Rồi đi nào. Vừa tranh thủ hái luôn một ít rau sắn với lá bí vào cho dế các bạn ạ. Đấy, đàn dế của mình thì bây giờ đã bằng con ruồi rồi. Tầm dế như thế này là bắt đầu có thể cho ăn rau được các bạn. Đấy, những cái cẳng rau sắn này, nó ăn hết sạch lá rồi, chỉ còn trơ cẳng không thôi. Cứ giải vào đây rồi cho nó lên nó ăn nữa các bạn. Tầm này thì cũng bắt đầu cho uống nước được rồi các bạn. Nhưng mà nhớ là cho cả những cái viên sỏi như thế này vào, không mà dế nó sẽ bị chết đuối đấy các bạn ơi. Mình sẽ cắt thêm một số vịt trứng để cho vào làm chỗ cho dế nó trú ngụ. Đó, trứng dế, khay dế thì cắt đôi ra và bẻ như thế này. Đấy. Tạo lỗ rỗng để cho dế nó vào đây nó trú ở trong này. Đó, như thế này là ok. Đó, như vậy là khá là ổn rồi đấy các bạn. Bây giờ thì sẽ lên cho rùa và bà ba ăn. Xong thì mình và các bạn sẽ cùng theo dõi xem là chim Bip Bip nó sẽ chinh phục ốc bươu vàng như thế nào nhé. Một tớp là một viên cám ấy. Các bạn thấy nó ăn khỏe ghê không? Tiếp tục này. Tiếp tục đi em. Ấy. Ăn nhìn rất là ngon nhé. Ấy. Một mình nó định dọn sạch chiến trường hay sao? Các bạn thấy nó ăn có khỏe không? Tớp tớp liên tục dọn sạch chiến trường luôn. Hai con này mà không nhanh là con kia nó chén hết luôn. Ở đây thì mình có ba con ốc tương với ba con Bip Bip. Mình và các bạn sẽ cùng chờ xem là liệu con Bip Bip nào sẽ chinh phục thành công vỏ ốc với thời gian sớm nhất nhé.
dùng móng vuốt của chân để giữ và dùng chiếc mỏ rất là sắc nhọn để mà cắt vỡ vỏ ốc. Wow, có vẻ là nó đã gần lôi được cái lưỡi của con ốc ra rồi các bạn, cái phần ruột đấy. Đấy. À, bắt đầu hưởng một chút thành quả đầu tiên, một miếng đủ dính răng. Oh. Em bịp trống ở góc này thì có vẻ là đã hoàn thành trước rồi, đã rút được cả ruột ốc ra ngoài rồi này các bạn. Đó, rất là nhanh, chỉ sau 1-2 phút thôi. Cái máy này thì công việc có vẻ cũng gần hoàn thành rồi. Bắt đầu được tận hưởng thành quả của mình rồi. Một phần ruột ốc đã bị kéo tuột ra ngoài rồi các bạn, nhưng mà vẫn còn dính cái vỏ ở cái phần lưỡi ốc này. Em trống thử góc kia thì vẫn hăng say tận hưởng cái thành quả lao động của mình. À đấy, như vậy là đã đổi mục tiêu cho nhau rồi. Em mái xuống sau cùng thì tiếp tục nhể cái con ốc mà con mái trước nó đã mẻ dở dang rồi. Đây. Ui rồi. Con này thì nó đã rút được một phần lưỡi ốc ra luôn rồi này các bạn này. Cực kỳ nhanh luôn. Dùng chân giữ và dùng cái mỏ sắc của nó để mà làm vỡ cái vảy ốc đầu tiên. Khi mà cái vảy ốc phần yếu nhất của con ốc đã bị phá vỡ thì sau đó nó sẽ tiếp tục dùng chân giữ cái vỏ ốc và tiếp tục dùng cái mỏ để mà rút từ từ toàn bộ cái phần ruột ốc lưỡi ốc ra ngoài. Đó là cách mà loài bì bịp này nó chinh phục một con ốc bươu các bạn ạ. Sau một vài những thao tác rất là đơn giản thì các bạn nhìn ba cái vỏ ốc này. Có một vỏ ốc thì bị mẻ một chút phần vỏ. Vỏ ốc này thì cũng mẻ một chút. Còn cái vỏ ốc này thì thậm chí là vẫn còn nguyên. Nhưng mà toàn bộ những cái ruột ở bên trong đã bị bịp bịp nó lôi ra hết. Nếu mà bạn nào mà đi ở bờ sông, bờ mương, bờ ao mà thấy những cái đống vỏ ốc kiểu như thế này này, thì một là cũng có thể là do chuột nó cắp lên nó ăn. Còn nếu mà không phải chuột thì tác giả của những cái đống vỏ ốc đó thì không ai khác chính là cái loài chim bìm bịp này các bạn nhé. Nào đó, ba chào mọi người đi nào. Đó, con chào mọi người đi. Ừ, ngoan. Rồi, bây giờ thì mình cũng xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Hy vọng video vừa rồi đã mang đến một cái trải nghiệm thú vị dành cho các bạn trong việc chúng ta được chứng kiến cách chim bìm bịp chinh phục những con ốc bươu vàng cứng đầu, cứng cổ. Xin chào.